tạm biệt căn nhà dấu yêu của tôi nha. Bây giờ phải đi làm kiếm tiền thôi. Nay vận chuyển một thùng gỗ luôn rồi các bạn, đem đi bán kiếm tiền. Tôi ghét tôi nghèo nàn quá trời nghèo nàn luôn rồi. Và đặc biệt hơn là mới mượn được cái chiếc xe máy cày của ông Trần Thi Bông. Xe máy cày chạy gọi là tốc độ bàn thờ của bạn, 1000 mã lực. Trời đất ơi, chạy là đúng nhanh luôn các bạn. Nên là con này mình dùng để kéo hàng, chở hàng là đúng hợp lý luôn các bạn. Đâu rồi, hôm nay có nhà không? Không ư? Woo! Trời ơi, đứng đón tôi từ sáng giờ đúng không? Đây tôi tới rồi nè. Này lái con xe máy cày 1000 mã lực chạy tốc độ bàn thờ qua cho ông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lùi vô để mình giao trọng các bạn. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game My Summer Car với cái tập 52. Ok, thì trong cái tập rồi đấy các bạn nhớ không? Mình với các bạn đã cùng nhau đi lên chợ ấy, và mình đã mượn được của ông Trần Thị Bông một cái chiếc xe máy cày. Đây các bạn, đây nè, đấy, đây là cái con này. Đó, gọi là cái con máy cày động cơ V8 nha các bạn. Đấy, đây là một những con máy cày mà mới gọi là động cơ vãi cá trưởng luôn. Chạy đúng kiểu là tốc độ bàn thờ luôn các bạn. Đấy, chạy gọi là muốn xuất cái bánh ra ngoài luôn ấy. Ok, thì con này nếu mà mình không nhầm mà động cơ nó chắc cũng cả ngàn mã lực các bạn. Chứ mà máy cày gì mà nó chạy còn hơn máy bay nữa, nó chạy còn hơn xe lửa nữa các bạn. Đó, thì ngày hôm nay các bạn mình lôi nó về và sẵn tiền thôi, mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ mà mình đi giao gỗ các bạn nha. Đấy, đi giao gỗ cho cái ông mà ở tiết ở đằng kia các bạn. Cái ông tiết ở ngoài kia ấy, ông đặt gỗ mình lâu quá giờ. Hồi mình nhớ rồi đó, cái tập mà mình đi chặt gỗ cũng như là đi giao gỗ cách đây chứ cũng khoảng 4 năm rồi đấy các bạn. Ôi trời ơi, tôi mới mở là cái clip tôi coi cách đây 4 năm rồi. Phải chứ thiệt. Vậy mà bây giờ cũng quay trở lại làm nghề cũ. Ê, không đi đâu ngoài nghề cũ các bạn. Đó, nên hôm nay chúng ta sẽ quyết định là đi chặt gỗ kiếm tiền. Và trước khi đi tôi sẽ vô nhà tôi pha cà phê tôi uống buổi sáng cho nó tỉnh táo. Để có thể là đi làm được các bạn, chứ không là buồn ngủ lắm các bạn. Mà tính ra các bạn biết là mỗi lần tôi dẫn con chó này về nhà tôi thấy nó có chả có cái tác dụng gì hết. Mà nó cứ gọi là nó nói chuyện hoài luôn ấy. Không hiểu luôn ấy. Bữa nào vài bữa tôi đây nó chắc tôi đem đi bán luôn á. Thôi đi vô nhà các bạn. Bây giờ là tôi pha cái cà phê này các bạn, lâu quá không pha cà phê mới còn nhớ cách pha nữa rồi. Ở đây nó có cái bình các bạn. Rồi mở nắp ra nè, bây giờ là đổ nước vô trước. Đó. Nào. Rồi mình đổ đầy bình nước vô nha các bạn. À, nước nó đang dâng lên đấy. À. Sau khi đã có nước thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ cà phê vô. Thì đây là cái gói cà phê mà tôi mua hồi 6 tháng trước. Ê, bây giờ 6 tháng sau vẫn uống được bình thường. Thì bỏ cà phê vô các bạn. Đó. Mình sẽ bỏ cho nó đổ vô hoài như vậy nè. Khi nào mà nó đổ xong rồi nó sẽ tắt, nó tự ngưng nữa. Bây giờ đổ vô cũng được, tại vì đủ cà phê rồi. Bỏ vô nữa đắng nhét thì sao uống. Rồi giờ đóng nắp lại. Thì tại đây thì mình sẽ bỏ lên cái bếp. Rồi cái bếp xong rồi mình dặn lửa lên này. Để tôi có cái bếp nào tôi quên bà nữa rồi. Cái bếp ở ngoài này là cái này quá. Đúng không? Dặn nó lên đỏ là được các bạn. À, dặn lên đỏ này là được nè. Mà tôi không biết dặn bao nhiêu là đủ. Quan trọng là dặn bao nhiêu là đủ. Ý rồi kệ bà đi. Rồi khi nào mà chín nhớ kêu tôi nghe trời. Không kêu ụt ụt sôi sôi lên là tôi quên là cháy nhà luôn ấy. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Quay, quay, tôi nghe tiếng soi rồi nè các bạn. Ơi, phải vậy chứ. Trời ơi, cuối cùng mình nó cũng đã soi các bạn. Mình có nên để một tí nữa không ta? Chắc có thể là nó đã chín rồi đấy các bạn. Rồi để tôi tắt cái bếp rồi đấy, hồi cháy nhà tôi luôn à. Rồi gọi tắt bếp rồi đó các bạn thấy không? Ê ê. Ui tôi mới dặn cái nào nó lên nữa này. Đấy, cuối cùng cũng tắt được các bạn. Phải trường nè. Rồi, lấy gót miếng cà phê uống các bạn ơi. Hôm trước tôi nhầm. Muốn gót cà phê, muốn gót nước là mình phải cầm cái ly để mình đưa vô cái vòi đó mới gót. Mà không tôi cầm cái vòi tôi đưa vô cái ly bởi nó không chịu các bạn. Ủa? Đỡ khát nước không? Ok.
uống cà phê cho nó đỡ buồn ngủ đó các bạn, chứ nó không đỡ khát nước rồi các bạn. Quá dữ vậy, tính ra uống nguyên một cái ly này là cả một đống nước luôn á, mà nó chả khát, đã khát miếng nào các bạn. Trời ơi, cũng như không vậy chứ, à nó cũng đã khát mà nó cũng nó đã khát có chút xíu à. Đây là không phải là cái thức uống để giải khát rồi các bạn ơi. Nó cũng xuống các bạn thấy không, cái thanh nó vẫn xuống mà nó xuống có chút xíu à. Đó, giờ quẳng quay lại uống nước cây cho nó lẹ. Rồi ok. Rồi, nó mình đi đái cái mình đi làm các bạn ơi. Ui ui, lay quay cả buổi sáng luôn. Ai. Ui giời ơi, tuyệt vời, ông mặt trời. Ok, ok, ok. Rồi ơi, uống có 3 ly nước mà mắc đái gì có thành thiên địa vậy. Đái không nước luôn đi. Đi uống cành. Nó đỡ căng thẳng các bạn ơi. Ui giời. Thôi thôi, đặt xong rồi đấy, rồi. Uống cà phê nó cũng đỡ đói bụng đó nè các bạn. Bây giờ mình cho các bạn sẽ đi qua bên cái chỗ mà ấy gỗ nha các bạn ơi. Đi, let's go, let's go, let's go. Mở cửa ra. Ok, giờ mình lái xe qua bển luôn các bạn. Đi. Đó. Ok, vô chế độ lái xe nè. Đề máy lên nè. Đi rồi nè. Let's go nè. Hạ nắng tay chứ trời. Ok. Ở kìa. Hả? Sao mình lái không được vậy? Hả? Cái phao lăng tụi nó sao nữa rồi? What the hell? Thầy ơi, đại tự tôi tí. Rồi được rồi nè. Vãi chữ lâu lâu vô chạy xe nó cũng bắt đầu ngáo được rồi mà. Rồi đi. Let go, let go. Bây giờ mình với các bạn sẽ chạy qua bên cái chỗ mà lấy củi chứ các bạn ơi. Đây nó nằm ở trong này nè. Đó, bây giờ là mình quẹo vô. Có bên cái nhà kho của mình cơ mà. Đó. Đây. Đây là cái chiếc máy cái thùng hàng chứ nhầm. Đây là cái thùng hàng của tôi. Giờ tôi sẽ chạy chiếc máy cài vô. Ok, quay đầu ra. Rồi ok. Đậu chiếc máy cài đây đi các bạn. Rồi kéo đắng tay lên để hồi nó trôi dằn mất tiêu, nó chạy mất tiêu luôn á. Rồi đi xuống. Ok. Đóng cửa lại. Nào, đi xuống. Đóng cửa lại. Rồi. Thì các bạn thấy là vẫn là cái thùng hàng cũ thôi. Đó, cái thùng gỗ đó các bạn. Còn gỗ của mình hiện tại là nằm đây. Bây giờ công việc của mình là sẽ chặt gỗ ra rồi xách gỗ bỏ lên cái thùng hàng này. Đó, thì cái công việc của mình là như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô đây mình chặt gỗ thử coi. Đây. Đây là cái mấy cái gỗ mà mình đã chặt rồi hồi xưa. Rồi, hồi nào đó cũng chả biết nữa. Bây giờ mình sẽ lấy xuống nữa. Đó. Ok. Ok. Chặt cũng hồng đó. Ok. Đùa. Rồi chặt mấy cái mới dính một cái. Chưa có kinh nghiệm. Ơi, lấy gỗ mới. Đây. Tỷ. Ủa trời ơi. Kinh nghiệm chàng chề, kinh nghiệm chàng chề. Kinh. Ờ, cũng đứt rồi các bạn. Nào lấy khác. Nè. Đó. Phục. Ok. Thôi. Ủa. Các bạn thấy cô là chặt ngọn gỗ chuyên nghiệp chưa? Đó. Quá dữ. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Nè. Ui dồi ôi, chặt phát nào lụm phát đó các bạn. Thôi, bà kìa. Dặn mẹ luôn nhưng mà không sao, dặn chúng. Ê, các bạn thấy càng ngày mình càng chuyên nghiệp chưa? Chặt gỗ phải gọi là đỉnh của chớp luôn. Chặt gỗ phải đỉnh của chớp luôn. Đó, đó. Nào, dặn đứt. Dặn đứt, trời ơi. Dặn đứt, nè. Hả? À. Có cách nào là gỗ dục xuống cho tôi vô tôi lụm cho nó lẹ một cái gì đâu mà mỗi lần chặt cái khổ thân này chứ tự lấy rồi tự chặt này nè bì ơi kìa ơi kìa trời ơi nó cứng đầu ông nội ơi trời nào đi trời ơi lấy một cái chặt một phát ăn ngay luôn. Nè, úi dồi ôi. Ôi cái gỗ nó chưa đứt hay sao ấy. Nào, chắc đứt rồi. Thôi, nó văng ra khỏi cái chỗ mà gỗ này là nó sẽ đứt rồi các bạn. Đấy, quá xịn sò con bò. Đỉnh của chết. Chặt phát nào. Ăn phát đó. Không lệch vào đâu được. Ôi ôi, quá chuyên nghiệp. Đóng gỗ luôn các bạn. Oh my god.
Thôi tạm thời để đi. Là các bạn có thể là lấy gỗ đây nè các bạn, bỏ lên đây. Đó, lấy gỗ, bỏ lên đây. Lấy gỗ, bỏ lên đây. Rồi xong mình xách nguyên cái này đi luôn thì phải đúng không? Xách nguyên cái này. Mình bỏ lên đây luôn hả ta? Bỏ gì à? Nào. Ở kìa. Ở kìa. Rồi sao tôi lên đây? Chết rồi, tôi giục chả nó giờ tôi biết sao tôi lên luôn. Nào có lên được không? À đây đây đây, gọi lên được các bạn ơi, lên được, lên được. Đó. À giờ lấy gỗ kìa. À đây 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 đây, đó 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 đó, đó, đó các bạn đó. Đó. Đó, thì các bạn thấy đơn giản không? Chỉ lấy gỗ khiêng lên. Bỏ vô thôi, đơn giản phải chưa? Rồi giờ xong cái mình lấy mấy cái gỗ này. Đây. Ok. Tôi bỏ lên sao tôi quên bạn. À đây, giục lên là nó lên đúng không? Ờ. Giục lên. Ok. Ok, sao giờ này giục hết lên này? Nào. Ok. Ba hồi lên, ba hồi không lên các bạn. Tôi cũng ngáo đá với cái cục này thiệt chứ. Rồi, giác bỏ lên. Bỏ lên. Bỏ lên. Bỏ lên. Cái này bỏ được mấy miếng ta? Mình đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miếng rồi. 8 miếng nè. 9 miếng luôn nè. Ok, 9 miếng hết à? Rồi, 9 miếng rồi các bạn ơi. Bỏ cũng lẻ lẻ, để ta bỏ mẹ 10 miếng rồi bỏ có 9 miếng. Rồi, hôm nay có kinh nghiệm các bạn, mình sẽ bỏ làm sao này nè. Đó, bấm, đó. Đó, đó, chuyên nghiệp. Ok, rồi còn mấy cục này sao lấy không kìa? À rồi, ok. Không quên nữa các bạn, mình phải. Nếu mà mình không đóng cái này, mình không biết nó có bị tràn xuống các bạn. Ê, vậy thôi mình lùi cái thùng hàng này mình vô chổng rồi cái mình bỏ gỗ lên thôi các bạn, chi đâu mà mất công khiêng ra đây nữa đúng không? Sao mình gánh quá cho ta. Bây giờ mình lên xe mình nói cái thùng hàng, xong mình lùi cái thùng hàng vào trong cái chỗ đó để mình bỏ gỗ lên cho nó dễ nha các bạn. Ok, mình nghĩ như vậy nó hợp lý hơn đây. Và đóng lại. Ok rồi, để máy lên. Ok, giờ mình sẽ nhấn lên lại nè. Hạ nó tay xuống. Ok. Ok. Trời, nó bị gì nữa ai, bị gì nữa ai. Ủa sao nó không chạy không nội ơi. Hạ nó tay rồi mà đúng không? Hạ rồi mà. Ok, what the hell. Sao cái xe tôi nó hết chạy luôn rồi. Ok, ok, ok. Xe tôi bắt đầu nó ngáo đá nó rồi mấy ông ơi. Kiểm tra nó lại coi. Tự nhiên nó bị lỗi cái chân côn mấy các bạn. Rồi rồi. À được rồi nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhóm lên nè, mình lui cái đít mình vào đây các bạn. Đó. Lui đít vào. Ok. Đấy. Chuyên nghiệp không các bạn? Từ từ. Lui phải giữa cái đít nó mới nói được nha các bạn. Nói được chưa? Để nhóm lên thử coi. À được rồi nè, được rồi nè. Ok, ok. Đây các bạn, nói được rồi nè. Đó. Bây giờ là mình sẽ lui làm sao mà cho cái thùng hàng mà nó vô cái chỗ mà để gỗ ấy các bạn, chỗ lấy gỗ ấy, thì mình có thể là lấy gỗ nó nhanh hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lùi vào. Từ nha, lùi vô cũng khó lắm ấy, chẳng phải đơn giản đâu. Ê, đi. Đi chưa, nó bị lệch liền các bạn, nó bị lệch ngay liền. Mày đụng mẹ cái nhà luôn rồi. Nhóng ở đây cái, nhóng lên cái. Rồi ok, ok. À bây giờ mình lùi thẳng vô các bạn. Ấy cứ quay cái cam hoài vậy. Quay cái cam lên rồi sao tôi thấy đường mà tôi vô. Trời ơi, khó vô như vậy. Có cách nào dễ vô tí không? Vô cũng khó được các bạn. What the hell. Tôi vô nè. Đó, đó. Chuyên nghiệp liền. Rồi luôn rồi, nó hơi méo xíu các bạn. Hơi méo xíu, cái này nhóng lên cái nữa các bạn. Nhổng lên một phát nữa. Đó. Rồi cái này là lùi thẳng vô luôn nè. Cái này là lùi thẳng vô luôn được luôn nè. Đó. Quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Như vậy mình nghĩ là cũng hợp lý lắm rồi đấy các bạn. Chỗ này là dục lên là được rồi nè. Rồi ok ok. Tạm thời là như vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kéo thắng tài lên. Rồi tắt máy đi. Xuống xe. Đi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu là tiến hành lấy gỗ bỏ lên các bạn. Ok, nè giờ lượm miếng gỗ nè. Đó, dục lên nè. Đó,
Giờ chỉ cần dục cổ lên rồi các bạn. Đó, dục cổ lên rồi. Đó, chuyên nghiệp liền. Xài tôi tính toán hết rồi các bạn. Dục cổ lên. Đó, nào miếng khác. Giờ tới trò tung hứng các bạn. Ơ kìa, dục lên. Ôi giời, dục lên. Ơ kìa, rớt mẹ xuống luôn à. Dục lên. Rồi, bỏ lên chưa ta? Ui, thấy cũng nhiều lắm rồi đấy các bạn. Đó, cũng nhiều xe lắm rồi đấy. Bỏ vô. Tiếp. Bỏ hết cái đống gỗ này vô cũng gọi là mãn kiếp luôn các bạn, thật sự. Nhiều lắm nha các bạn. Có nào nhanh không nhờ? Ê, tự nhiên bấm lộn này. Mở cái này ra là coi chừng nó đổ xuống các bạn. Rồi, ghẹ dục con không tới nè trời. Bắt được heo. Ê, dục lên. Trời ơi, màn tung hứng này không hiệu quả. Để nè, lên. Đó. Rồi bắt đầu là quen quen rồi đấy. Bắt đầu là quen quen rồi đấy. Khó thấy chưa? Lần này dục lại vô. Ok á. Nè, dục lại vô. Thấy chưa? Thấy chưa? Tung hứng, dục lại vô. Nè, tiếp cục này nè. Dục lại vô luôn. Quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Trời ơi, không hiểu sao gỗ này mình cắt có làm hai các bạn. Đúng ra củi người ta là người ta phải cắt gọi là làm tư, làm năm gì cho nó nhỏ nhỏ đó các bạn. Củi này mà đốt cái mấy ngày mấy đêm. Ơ kìa, rớt mẹ xuống luôn rồi. Thầy bỏ vô. Úi dồi. Rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Cũng nhiều lắm đấy nè các bạn. Đó, nó lên cũng gần nửa thùng mà xe đấy các bạn. Đó, tiếp. Đấy. Hết cái đống này là mình nghĩ là chắc vừa đủ rồi đấy. Nhiều lắm rồi đấy. Đây. Đó. Đó. Quá chuyên nghiệp. Tôi không biết cái này nó có nhanh hơn là mình xách nguyên cái gỗ kia hồi nãy mình xách đi không ta. Đây. Nào. Ôi cái cục này không được nhờ. Ôi khúc cái này nó vẫn là khúc gỗ đúng không? Rồi này. Đấy. À chỗ này dục lên được các bạn. Chỗ này dục được. Chỗ này dục lên được. Chỗ này dục lên được. Đó. Đó. Đấy, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Ok. Quách đờ heo. Ở kìa. Trời ơi, khổ thằng chưa. Ê, dục lên. À. 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 Ồ. Quá tuyệt vời. Trời ơi, bắt đầu là tôi chuyên nghiệp hơn rồi đó nha các bạn. Anh đốn gỗ chuyên nghiệp. Lên. Rồi dục nữa. Được chưa? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Làm như trời chuyển mưa hay sao trời. Tối thui à. Ôi, hơn nửa xe rồi các bạn ơi. Tranh thủ, làm thôi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Mưa luôn rồi các bạn. Quách đờ heo thì hên là mình cũng lui xe mình vô để mà nó ướt cái gỗ rồi các bạn. May thì chứ. Mưa vãi nồi luôn. Trời ơi, đi tắm mưa luôn rồi. Ê, quên đóng cửa đó, xe tôi lại nữa trời. Nào, đóng cửa lại. Để hồi ướt xe của ông Trần Thị Bông rồi, ướt nhẹp xe của ông luôn đi. Mình đã bỏ gỗ ra được nhiêu rồi nè các bạn. Nãy giờ chặt thêm một mớ nữa. Bây giờ bỏ lên một lượng này nữa chắc mình nghĩ là phải đủ rồi đấy các bạn. Ê, trời đất ơi, gấp nữa rồi. Đấy. Bỏ một lượng gì nữa thôi. Nghĩa nó chắc đủ rồi đấy. Giờ bỏ lên. À, còn một lượng gỗ thôi mà. Bây giờ tôi đang phân vân các bạn. Không biết là trời mưa như thế này mình có vận chuyển gỗ được không. Để thường cái gỗ này là gỗ đốt lửa các bạn. Mà loại gỗ đốt lửa là phải là gỗ khô. Mà gỗ khô mà đi ra mưa nó ướt rồi sao chụm củi chụm lửa được. Đấy, giờ tôi cũng không biết luôn các bạn. Ê, không biết có nên là chạy đi giao luôn không hay là phải đợi hết mưa để đi giao nữa. Trời ơi, khổ thằng.
đã chặt gỗ thì tốn mất thời gian rồi đấy, nhặt gỗ lên cũng mất thời gian rồi, mà bây giờ còn gặp thêm trời mưa lại mất thời gian hơn nữa. Trời ơi, số tụi nó làm sao các bạn ơi, khổ thằng vãi nồi luôn. Bây giờ lượm bật cái gỗ này lên nè, à, cũng khá là nhiều rồi nè các bạn thấy không, nó lên hơn cái bửng xe của tôi rồi đấy, mà các bạn biết nó gấp là nhiều rồi đấy. Đó, một lượng này nữa. Ai à, gì cũng lên nữa, gì cũng lên nữa, phải lên rồi, phải lên nữa nè, lên luôn. Các bạn thấy là mình quăng hồi các bạn, cái nó thành một cái thói quen ấy, giờ cứ gặp lụm cái quăng cái là ngay chăng luôn các bạn, nó lụm cái là quay lên cái là dục luôn, vô ngay liền, rất là khó bị miết những cái mấy cái khác nhau luôn. Đây những cái này là những cái nãy bị gớt ra nè, giờ lụm bỏ vô lại nè. Đó, cái này quăng vô là nó tự sắp ở trong đó các bạn, nên là cũng yên tâm quăng chỗ nào cũng được, quan trọng là ở trong được rồi. Ok, hết mưa luôn rồi, hết mưa. Ui, cũng nhiều lắm đấy nha các bạn, cái này là cũng được rồi, chứ giờ mà đợi đầy nữa biết tới nào đúng không. Giờ hết mưa nè, thôi tranh thủ đi giao cho anh ta đi các bạn. Trời ơi, trời ơi, 10 giờ sáng mà tôi tưởng là 10 giờ tối không mấy các bạn. Trời ơi, cái này là có thể là bỏ lên thêm được nữa rồi các bạn, nhưng mà tạm thời mình chở nhiều cho ổng thôi, chứ mà nhiều quá chở nhiều khi chạy cũng nhiều khi sợ chạy không nổi nữa. Mà đi đi đi, bây giờ mình các bạn sẽ chạy qua chỗ của cái ông kia nha các bạn, cái ông mà mua ấy của mình nè. À, đi để mãi lên, còn cái gì vậy, giờ này chạy được không đây, đừng có giờ này mà tới giờ chạy cái bắt đầu là nó bắt đầu hư nữa đi nha. Rồi ok rồi, chạy ra. Sao trời nó cứ tối tối ấy nhờ, mưa này tôi cũng sợ quá các bạn, không biết được chạy nửa đường có sao không đây, hay là ngày mai mình mới giao ổng luôn ta, chứ giờ trời mưa như vậy kiểu là vô đợt mùa mưa này các bạn biết là chạy cũng không biết sao các bạn, kiểu hên xui ấy, mà giờ chạy qua bển mà gặp mưa cái nữa ướt gỗ rồi ổng giao nó không nhận nữa cái là chết tôi luôn. Uổng công sáng giờ tôi làm ấy, thôi làm bây giờ mình đậu ở đây đi, rồi mình đi ngủ mẹ nó đi, rồi mai thức dậy rồi mình đi giao chổng luôn, chứ giờ trời mưa âm u tối thui rồi các bạn ơi, nhìn nguy hiểm quá. Bây giờ mình kéo đám tài đi đặt mai rồi xuống xe đấy, chứ xe này là mình đi giao ổng là ok rồi đấy. Quá nhiều luôn, đầy xe luôn các bạn, quá đã. Thôi bây giờ mình sẽ tranh thủ sáng mai trời sớm mình đi giao các bạn, chứ bây giờ mà đi cái nữa là trời gặp mưa nó không biết sao luôn ấy. Ok vậy đi ha các bạn, giờ mình đi vô phòng mình đi cho nó gọi đi. Rồi cũng chưa buồn ngủ luôn, uống cà phê nhiều quá giờ không buồn ngủ luôn các bạn, mà đói bụng với khát nước. Thôi đợi ngày mai đi nha các bạn, đó là thứ sáu, bên đây là thứ năm rồi. Ok quay wow. Ok các bạn ơi, rồi trời sáng luôn rồi, rồi ok đi rồi, thôi tranh thủ đi giao chậm các bạn ơi. Vô uống miếng nước cái đi, rồi đi. Ê, uống miếng nước bồn rửa tay. Ê, quả đã khác, quả đã khác, đi các bạn ơi, giờ hơi đói bụng tí đây, hay là uống miếng cà phê để cho nó đỡ đói bụng nha, hợp lý mà chừng uống miếng cà phê đi cho đỡ đói bụng. Ê, chứ nó đỡ buồn ngủ đó các bạn. Ok á, rồi uống uống cà phê nó cũng đỡ đói bụng nè các bạn. Ừ, hợp lý. Uống miếng nữa. Rồi đầy ly luôn. Ok, nhà ghét thì không còn vàng hết trơn, đúng kiểu nghèo nàn luôn các bạn. Rồi các ơi, gắng đi làm kiếm tiền để có tiền sau này mình có đồ mua ăn thoải mái, ăn cho nó đã cái miệng luôn. Rồi uống nhiêu chắc được rồi đó các bạn, bây giờ đi làm thôi. Rồi sáng sớm uống ly cà phê là thấy tỉnh táo rồi đấy. Rồi uống cái vô mắt đáy này chứ khổ thằng gì đáy cái nữa rồi đi nè. Rồi đáy đây, đáy lên, đáy cũng lâu nữa, đáy lẹ quá trời. Quá hợp lý. Đó nào, đáy lẹ đi trời, đáy còn nhỏ giọt nữa, những giọt nước đáy cuối cùng. Rồi ok, đi. Rồi đóng cửa đây các bạn, để mọi ăn trộm vô lấy đồ. Rồi đi thôi, mỏng này sẽ không có mưa nha các bạn. Rồi lên xe, đóng cửa lại, đi làm thôi. Đấy, vô để máy lên.
Rồi, giờ hạ thắng tay xuống nè, lùi xe lại nè. Và tính ra nếu mà mình ngồi gì mình thấy mình còn dễ điều khiển hơn nữa đó các bạn. Ga cam ngoài nó còn khó điều khiển hơn ngồi trong này nữa. Rồi đi. Đó, nói chung mình khi mà mình chuyển qua con xe máy cày này là thoải mái luôn các bạn. Chạy cực kỳ nhanh. Rồi, tạm biệt căn nhà dấu yêu của tôi nha. Bây giờ phải đi làm kiếm tiền thôi. Nay vận chuyển một thùng gỗ luôn rồi các bạn, đem đi bán kiếm tiền. Tôi ghét tôi nghèo nàn quá trời nghèo nàn luôn rồi. Và đặc biệt hơn là mới mượn được cái chiếc xe máy cày của ông Trần Thi Bông. Xe máy cày chạy gọi là tốc độ bàn thờ của bạn, 1000 mã lực. Trời đất ơi, chạy là đúng nhanh luôn các bạn. Nên là con này mình dùng để kéo hàng, chở hàng là đúng hợp lý luôn các bạn. Ok, đi, let's go. Đường hơi nhỏ nên mình phải chạy cẩn thận các bạn, chứ không là gọi là bay xuống ruộng luôn ấy, bay xuống mương luôn. Con này nó có mấy cái mương nước nè các bạn, đấy chạy cẩn thận giống như là bay xuống dưới thiệt sự luôn ấy. Quá xịn. Thôi, đi. Mình vô trong mình lái thử coi. Ôi, đấy chưa. Mới đạp nhẹ con cái mà nó làm gì mà nó nhọt giống dữ thằng thiên địa vậy. Từ thôi bình tĩnh. Đóng gỗ nó chặt cũng mất thời gian, giống như là mất nhiều sức lực của tôi lắm đấy. Nên là có gì mà trả tiền thì nhớ trả nhiều một tí nha trời. Hồi qua bản mà không trả xẹo tôi lại ông luôn. Mưa gió bão bùng thì cũng đi chặt gỗ cho ổng hết trơn. Nhưng mà ổng hồi ổng trả tôi ít là tôi ký cái đầu ổng luôn. Không có đủ tiền dẫn ông Trần Thị Bông đi nhậu nữa. Mới mượn xe ổng chưa trả nên là mượn mấy ngày luôn rồi nè. Quay, xịn vãi trưởng các bạn. Xe gì mà nó chạy cái đường hợp lý vậy nào. Thường các bạn biết là máy cày các bạn, mà ở miền Tây tôi ấy là đa số là nó chạy ở ruộng cơ mà, chạy dưới ruộng ấy. Mà đường ruộng là đường đất, đường sình lầy, đồ đường lúng đồ các kiểu. Đấy, còn hay gọi xịn sò hơn là gọi là đường ọp gót đấy. Đó, nhưng mà xe này thì nó chạy đường mòn. Nhưng mà nói chung cái đường này nó cũng là đường đất, chạy nó cũng hợp lý các bạn. Quay, đây có gỗ của ai nè các bạn. Thế tôi xuống tôi lấy gỗ bỏ lên xe chở đi bán luôn nha. Đi cái ông hôm trước rồi phải không ta? À đúng ổng rồi. Cái ông mà bị mình đụng đi các bạn. Trời, các bạn nào xem tập 51 của tôi không? Chạy về khoe cái xe với ổng mà ổng không nhìn tới cái xe tôi luôn. Đụng ổng cái muốn xỉu. Hôm nay là ổng tỉnh về ổng đi tiếp rồi các bạn. Rồi ok, đi qua đường cây xe lửa. Ui dồi ôi, đoạn này nó hơi lắc hơi nhồi tí mà con thông cảm. Bạn nào gói đoạn tiền đình xem clip này chắc gọi là nhức cái đầu luôn. Nó cà nhòi cà lắc và thông cảm đi. Rồi tới đây mình quẹo trái cho các bạn, quẹo phải là đi nhà bà mình đấy. Mình sẽ đi qua khu lớp bè. Ok kìa. Rồi đoạn này đi hơi nguy hiểm hơn tí là cái đoạn phía trước các bạn. Nó có một cái mương, cái này cái cua nó khá là gắt nên là đoạn đó mình chạy từ từ thôi. Mình đã văng xuống mương mấy lần trong mấy cái tập hồi xưa rồi nên là kinh nghiệm chằng chề. Đó, cái cua phía trước đó các bạn thấy không? Đây, qua cua từ tốn thôi. Rồi, chậm rãi đây cái mương này các bạn. Đó. Ê. Rồi, qua được cái mương rồi đấy. Con này mà tôi sợ mà kiểu chạy nhanh đấy các bạn. Nó nhòi hồi gớt ba cái gỗ xuống đường hồi nào cũng hay á. Chứ nó chạy nhanh nó cứ cà lắc như vậy hoài luôn ấy. Rồi tới cái ngã tư các bạn. Ui đi công nhận đi nhanh vãi nồi. Còn tới đây mình rẽ trái nè. Rẽ trái đi lên cái chỗ ông nhà ổng nè. Cái nhà đầu tiên này là hình như là cái nhà của cái ông mà mình ghé hút hầm cầu rồi các bạn. Ê lên lề. Đây đúng cái nào chỗ này là mình hãy ghé hút hầm cầu chỗ nhà này nè. Đó thì nhà này lên tí nữa là tới cái chỗ mà cái ông mua gỗ của mình. Rồi ông điện mình tính ra đâu đó là 4 ngày trời rồi đấy. Điện mình ngày, xong rồi đi lái xe buýt ngày, rồi xong rồi mượn xe ngày, đi chặt gỗ ngày, rồi bây giờ mới giao ông là 4 ngày trời mới giao trọng. Phải chưởng được chứ. Chơi mà chơi rồi là kéo dài thời gian. Gỗ nhiều khi ta cần ta xài liền mà không đi giao liền cho người ta, mày đặt kéo tới 4 ngày trời mới giao cho người ta. Không biết tới ông có chửi luôn nữa. Nhưng mà tới rồi nè các bạn ơi. Tới bà nữa rồi.
Đây 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 là cái nhà mà cái ông mà mua gỗ của mình được các bạn. Đó. Đâu rồi, hôm nay có nhà không? Ông ơi. Woo. Trời ơi, đứng đón tôi từ sáng giờ đúng không? Đây tôi tới rồi nè. Này lái con xe máy cày 1000 mã lực chạy tốc độ bàn thờ qua cho ông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lùi vô để mình giao trọng các bạn. Ê, để mình lùi bằng cái cam ở trong này nè. Mình nghĩ nó sẽ dễ lái hơn ấy. Đó. Chứ la cam ngoài nó còn khó lái hơn cái cam ở trong rồi nữa các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lùi vào. Các bạn thấy nó có ông có cái miếng lót ra không? Mình sẽ đổ ngay cái miếng đó đó các bạn. Rồi, ok. Đó, lùi càng ngày càng chuyên nghiệp. À, ok, ok. Vô ngay không ta? Ngay luôn các bạn ơi, ngay luôn các bạn ơi. Kìa, ổng đưa còn kêu mình lùi vô nữa. Chỉ tay rồi cắt kiểu nữa chứ. Xịn vậy à, ok chưa? Đổ chỗ này là ok luôn không? Chỗ này là quá hợp lý luôn rồi chứ còn gì nữa đúng không? Chỗ này luôn đúng không? Bây giờ để Quên. Tôi phải vô cái camera kéo thắng tàn cái ra. Đây nè, nó có cái gọi là thủy lực phía sau nè các bạn. Cái này nó để nặng cái bẩn lên đấy. Nè, mình bật cái nó nặng cái bẩn lên nè. Ok, sao nó không nặng nhỉ? Nào. À, đạp ga nó mới lên các bạn. Ui dồi ôi, đạp cái nó lên tới trên luôn. Rồi, để tôi xuống tôi coi các bạn. Nè. Thôi, đâu rồi. Nè. Xuống lại. Đó, đây các bạn nè. Đó. Cái xe tải mình bây giờ là đang đậu ở đây và chuẩn bị ben cái gỗ xuống cho ông nội nữa đấy các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vô. Đây, bỏ xuống. À quên mình còn hạ cái bẩn đó các bạn, nó mới đổ xuống được. Đây, hạ cái bẩn này nè. Đó, thấy chưa. Đó. Ok chưa? Cái gì? Bạn gặp gắt gói và tôi có khoản thanh toán. Bạn có thể mua bia và xúc xích tất cả với cái số tiền này. Ôi trời ơi, ông biết tôi đang gọi là gặp khó khăn nên là ông cho tiền tôi các bạn. Đấy, hợp lý vậy trưởng. Ok ông luôn. Cảm ơn ông nhiều nha. Đây, để tôi chụp vài tấm hình làm kỷ niệm sau thời gian tôi đi làm lại nghề cũ. Các bạn ơi. Xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Nay đi vào là chậm các bạn. Lâu lắm rồi mới làm lại cái nghề này. Nói chung cũng nhiều kinh nghiệm. Đó, rồi hôm qua lấy tiền ở đây rồi tính gì tính. Rồi dưới này đi nhanh thôi nha, nhanh gọn lẹ luôn ấy. Đâu tiền đâu? Nhiều đây. 2.900 là trời. Bây giờ mình đang 16.000, 2.900 là lên 19.000 đúng không? Đúng rồi. Cảm ơn nha. Rồi kệ đi. Cú ít lòng nhiều. Rồi đóng lại. Đóng cái bẩn lại. Ủa giờ tôi sao tôi đóng cái bẩn lại được trời? Chắc phải hạ cái này xuống cái mới đóng lại được các bạn ơi. Đó, gỗ thì đưa xuống cho ổng rồi đấy. Một xe luôn. Đấy. Giờ chuyển cái này qua nè. Nó tự hạ xuống không ta? Ok kìa. Tôi ngồi vô đàng hoàng coi. Đó. Nè các bạn thấy không? Cái này là mình đã ben nó xuống rồi nè. Đó, ben cái gỗ xuống rồi đấy các bạn. Rồi giờ sao hạ cái đó xuống? Hình như là cũng phải đạp cái ga hay sao ấy. Hay là hạ cái này. Ủa giờ sao nó xuống đây? À nó tự xuống rồi các bạn ơi. Nó đang tự xuống. Nè. Các bạn ơi, nó đang tự xuống ấy. Nó đang xuống từ đấy. Gì vậy? Xe lửa à? Rồi. Giờ nói chung là mình bỏ nó xuống rồi, giờ mình phải đợi. Mình phải đợi cho nó tự bend xuống lại. Ok luôn. Mà giờ đây mình chạy được không ta? Hạ nó tay xuống. Nếu mà đang bend thì mình chạy được luôn không ta? Nhổng lên nè. Ôi chạy được luôn nè. Chạy được luôn các bạn. What the hell. Rồi. Đợi xíu cho nó đổ xuống hết đi các bạn ơi. Quên nữa, mình còn phải xuống mình hạ cái mình đóng cái bửng lại nữa. Mà để gì chạy cũng được, có gì đâu đúng không? Đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi. Có ảnh hưởng gì đâu. Rồi thôi đi. Rồi cảm ơn nha. Chúc một ngày tốt lành. Thường mà có gỗ thì mình chạy mình sợ kiểu gỗ nó văng xuống phía sau. Còn có gỗ thì mình chạy gì cũng được, đâu có gì đâu, đúng không? Rồi, thôi bây giờ mình đi về nhà rồi các bạn.
đi. Ơi, bây giờ là không có gỗ nữa rồi, mình sẽ chạy nhanh về nhà các bạn. Ok, let's go. Ui, trải nghiệm cảm giác mà gọi là chạy xe, gọi là tốc độ bàn thờ, mà gọi là còn chạy thêm kéo theo cái thùng hàng nữa các bạn. Rồi ôi xịn sò quái trưởng quá, mà chạy nhanh trên cái đường này nó mới ghê, đường đất nó mới ghê chứ. Ê, đàng hoàng á trời, thôi có chừng bay xuống dưới lề nữa đấy, bay xuống ruộng nó bây giờ đây nè. Rồi mấy cái cua nè, ngã tư dạ. Let's go. Vô số. Hết ga hết số. Tốc độ bàn thờ. Đi về nha. Ôi ôi, tranh thủ trải nghiệm xe của ông Trần Thị Bông. Nó Cái cua tử thần. Cái cua văng xuống mương. Rồi qua đúng không? Qua cái cua rồi. Nó giọt. Còn này nói chung là nó chỉ có 4 số rồi các bạn. Mà chạy cái đường này thì phải vào số thấp, chứ mà vào số nhanh quá thì chạy cũng không ngon nữa. Số thấp chứ chạy nó ngon ấy, nó chạy nhanh. Mà nó nhanh nó vừa đủ cái độ để mình chạy. Nó chưa. Ôi ôi, nó lên ga một cái rồi là muốn lái không kịp luôn ấy. Đây, quẹo. Đó, chạy vào số thấp liền. Đó. Đây, qua đường gây xe lửa luôn nè. Bay luôn nè. Qua rồi bay luôn nè. Ui dồi ôi ôi dồi. Ôi ôi, muốn văng cái bánh xe ra ngoài luôn đi. Bay một cái vèo qua luôn. Ê, vô lẹ. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, Ơi, lật mẹ xe luôn rồi. Ơi, bây giờ sao giờ chạy. Ok á, mở cửa ra. Rồi luôn rồi. Ê, mở cửa ra cho tao ra cái quay. Giờ dính đi luôn rồi. Nào. Ôi, ra được rồi nè. Ok. Trời ơi, lật mẹ xe luôn. Thôi ra. Đúng dân chơi luôn các bạn. Rồi, chưa về tới nhà đã lật mẹ xe rồi, này thì tốc độ bàn thờ. Thôi các bạn ơi, thôi tạm thời mình sẽ kết thúc video ở đây. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Riêng bạn nào muốn mình trải nghiệm tiếp tục cái tựa game My Summer Car này nữa thì các bạn nhớ comment phía dưới mình biết nhé. Thì mình sẽ làm thêm cho các bạn xem trong các tập sau nữa. Nếu các bạn muốn mình làm nội dung gì thì các bạn nhớ comment ở dưới nha. Đó. Và nếu các bạn nào muốn tải những cái bản mod mà mình trải nghiệm thì các bạn có thể là truy cập lên trang web đó là taimod.com. Thì đây là một những cái kho tàng mod miễn phí. Nên là các bạn có thể lên đây và vào cái mục My Summer Car mod để các bạn tải mod về chơi giống mình. Ok. Còn bây giờ mình kết thúc video ở đây và rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.